Xin chào các bác, em có một cặp TV Toshiba 24 inch các bác, TV LCD 24 inch, hàng đã qua sử dụng còn hoạt động tốt. Nhân tiện thì có một bác khách có hỏi em về TV cũ đã qua sử dụng, thì em có quay video, nhân tiện giới thiệu luôn tới các bác nào đang cần có nhu cầu mua TV kích thước tầm 24 inch để lắp camera hoặc là lắp trong phòng ngủ để giải trí thì liên hệ với em ạ. TV này đã qua sử dụng các bác nhé. TV 24 inch. Phụ kiện đi kèm thì gồm có điều khiển và dây nguồn các bác. Em có một cặp gồm hai cái. Còn nguyên tem của Toshiba các bác nhé. Nguyên tem của Toshiba đấy. TV thì có một cổng kết nối HDMI độ nét cao này và gồm hai cổng AV để các bác kết nối với các thiết bị bên ngoài. Tại vì cái con TV này nó chưa phải là TV thông minh và cũng chưa thích hợp mà truyền hình thu kỹ số mặt đất. Nên là các bác sẽ phải có một cái đầu thu và hoặc là một cái đầu TV bắp để theo dõi, để xem được các bạn. Đây em cắm thử cái đầu TV bắp vào cho các bác xem nhé. Màn đẹp các bạn. Đây em đang cắm vào cái TV box các bạn này. Nó đang xuất hình ảnh đây. Cái TV box này nó có chức năng là biến TV thường thành TV thông minh kết nối mạng để các bác xem truyền hình hoặc là xem YouTube. Nói chung là rất là nhiều các cái ứng dụng. Giá là 650.000 trên một cái các bạn. Giá rất là rẻ. Giá trên thì chưa bao gồm phí vận chuyển các bác nhé. 650.000, nếu mà vận chuyển tận nơi thì bên em sẽ cộng từ thêm 80.000 đến 100.000 tiền phí vận chuyển tùy khu vực. Em chỉ còn hai cái thôi. Hai cái TV 24 inch này. Đấy, các bác mua để làm